Vâng, em chào tất cả mọi người đang xem kênh Cậu Trí PCP. Số điện thoại liên hệ với shop là 0825671805. Số này có Zalo hoạt động 24/24 phục vụ cho các bác đặt hàng. Lưu ý, hình thức mua hàng bên em là nhận hàng COD không đồng kiểm. Cam đoan với các bác là hàng chỉ mềm, chuẩn 100%, không hại cảnh hại khương. Bây giờ em giới thiệu cho mọi người về một số dòng kẹo bên em. Bên em thì chuyên kẹo dùng cho PCP, ngoài ra còn có kẹo dùng cho tiệp xác Innova 9kg, đủ loại kẹo, đủ kích cỡ từ 4.5 đến 6.35 phục vụ cho các bác luôn. Các bác xem video nhớ để lại một đăng ký kênh, một like để ủng hộ shop nhé. Đầu tiên em giới thiệu cho mọi người về dòng 4.5 bên nhà em. Có nhiều người vẫn đang loay hoay tìm dòng 4.5 hợp cảnh thì đến với shop em, hàng rất chi là chuẩn, chỉ mềm 100%. Đây là hàng 4.5 dùng cho motor, đây hàng mẫu mới, hàng váy loe, hợp với mọi cành luôn, hàng rất chi là chuẩn. Còn đây là 4.5 đặc dùng cho PCP, chất chì xịn, hàng chỉ mềm, không hại cành hại khương, chuẩn từ mm cho các bác luôn. Còn đây là sờ lung 4.5, chất chì thì rất chi là ổn định và ok. Sờ lung mua bên nhà em thì đủ loại từ 4.5 đến 6.35 cho các bác luôn nhé. Còn đây là dòng kẹo mới, hàng sờ lung xuyên phá hay xuyên phá sờ lung, hàng rất chi là chuẩn, đẹp cho các bác luôn. Còn đây là mẫu xuyên phá bên nhà em. Xuyên phá bên nhà em thì có 5.5, 5.52 và 6.35 nhé. Tiếp theo em giới thiệu cho mọi người về dòng đạn chỉ nấm bên nhà em. Đây là dòng kẹo hộp vàng bên nhà em, mẫu mới nhất, hot nhất 2021. Mẫu này thì rất là được mọi người ưa chuộng luôn, hàng chỉ mềm, chuẩn. Còn đây là dòng 5.52, hàng chì dây đóng máy, chất lượng chì thì rất chi là xịn, váy đều không vía, không có một chút vía nào luôn. Hàng này bên em có mẫu váy ngắn và váy dài nhé. Đây là váy dài bên em, các bác nhìn xem chất chì thì rất chi là mê luôn. Bác nào mà không muốn hại cành hại khương ấy thì qua sử dụng hàng mẫu kẹo cao cấp hơn. Đây là hàng kẹo hộp FX, hàng chuẩn từng mm, chất lượng thì khỏi bàn rồi, bao test cho các bác từ 100m trở lên là chuyện bình thường. Lưu ý, hình thức mua hàng bên em là nhận hàng, không kiểm, không xem hàng. Các bác tin tưởng thì đặt mua, không tin tưởng thì có thể đăng ký kênh theo dõi shop. Shop bao chuẩn, bao chất lượng, uy tín cho mọi người. Các bác xem video nhớ đăng ký kênh để lại like. Cảm ơn các bác sẽ xem video.